Trong đời sống của người Việt ở Mỹ, luôn có những cuộc đời với nét đẹp tiềm ẩn, mà vì vòng quay nhanh đến chóng mặt hàng ngày, người ta thường không để ý, không biết đến. Câu chuyện về người Việt trên đất Mỹ lần này, nhà văn Võ Đắc Danh sẽ trò chuyện với một con người, một gia đình như thế. Gia đình ông Tạ Lữ Lương, một nhân vật trong đời thường, không phải là một người nổi tiếng trên truyền thông, mạng xã hội, không ồn ào với những sinh hoạt, những tuyên bố lớn lao. Nhưng câu chuyện về ông và gia đình có thật nhiều điều đáng để suy gẫm. Xin chào anh Lương. Chào anh. Kính thưa quý vị, trong đời sống chúng ta thì khi nói về cái người thành đạt á, thì có nhiều cái khái niệm khác nhau. Ví dụ như có những người mà học cao, đỗ đạt cao, nhiều cái học vị cao thì người ta cũng có thể gọi là thành đạt. Có những người mà giàu có, ăn nên làm ra, người ta cũng gọi là thành đạt. Thì khái niệm về sự thành đạt có nhiều khái niệm khác nhau lắm. Mà theo chúng tôi thì ngoài hai yếu tố đó ra, nó còn kéo theo nhiều vấn đề nữa. Ví dụ như là cái người sống tử tế, có tâm huyết, có nhân cách, sống vì cộng đồng, nuôi dạy con cái đàng hoàng, có một cái gia đình tử tế, đầm ấm, là cũng là một sự thành đạt. Thì theo tôi thì anh Lương đấy ạ, thuộc về coi như là một trong những người thành đạt. Tất nhiên anh Lương không phải là cái một, không phải đại gia, không phải là cái người một nhà mà kinh doanh giàu có. Anh Lương cũng không phải là một người có nhiều bằng cấp. Nhưng mà cái chúng ta tìm thấy ở anh Lương là một người sống vì cộng đồng và có một gia đình rất là tốt, đặc biệt là vấn đề mà nuôi dạy con cái. Thì nói một cách nào đó, cái chương trình mà người Việt trên đất Mỹ chúng tôi đi tìm cũng như là đi tìm quặng vậy đó. Quặng thì có khi là nó lộ thiên, nhưng mà cũng có khi nó tiềm ẩn trong đời sống. Thì anh Lương không phải là người nổi tiếng, nhưng một người vô tình tôi biết được, cũng đó là một sự may mắn cho chúng tôi. Thì có một lần tôi nghe anh Lương nói là anh tạm ngừng coi như ngừng hẳn cái việc mà kinh doanh địa ốc, anh thấy là đủ rồi, để anh làm một việc khác. Tức là có một cái dự án là xây dựng một cái viện nghiên cứu giáo dục, để mà gọi là một cái viện phi lợi nhuận để mà phục vụ cộng đồng. Thì xuất phát từ đâu anh Lương có ý tưởng đó? Đối với tôi á, nhìn chung quanh xã hội thì nhiều gia đình dạy con theo những cái phương hướng của họ, nó không có được bài bản cho lắm. Có những mỗi người dạy con một kiểu, thì tôi mới thấy rằng là cần thiết là phải có một cái chương trình để mà hỗ trợ những gia đình có cái cơ hội và cái phương cách để mà dạy con cái mình. Thay vì để cho các cháu đi theo một con đường nhất định hay mọc rễ tự nhiên, thì tôi hồi đó là mong muốn là có thể là quy tụ được một số các cái chuyên gia giáo dục để mà có thể làm ra cái chương trình đó. Nhưng mà sau này đó thì tôi có cơ hội viết ra khoảng chừng 70 bài Facebook post để mà chia sẻ cái trải nghiệm dạy con của mình. Tôi nghiên cứu về cái chuyện này rất là kỹ,
thì 70 vài bài Facebook post về cách thức dạy con nhỏ lớn như thế nào, thì rất là nhiều người họ họ hỗ trợ, thế nên họ họ yêu cầu tôi soạn ra quyển sách để mà có thể viết ra cho họ. Thì cái tôi thấy nhiều người đói khát cái thông tin về những phương pháp dạy con lắm. Thì tôi mới muốn có thêm một ý định nữa là viết ra cái quyển sách đó, và sau đó tôi muốn đưa vào một cái giáo trình để mà dạy các trẻ mầm non và kể cả cha mẹ, dạy cho cha mẹ cái cách thức mà chăm sóc cho con cái về chẳng những dinh dưỡng, về học vấn, mà về cách thức dạy con nữa. Đối với tôi đó thì dạy con cho con lớn lên đó, của tôi á, là cái quan điểm và triết lý của tôi là dạy con cái căn bản làm người trước, căn bản làm người bản lĩnh, căn bản làm người có hạnh phúc. Thì hai cái điểm chính đó thì những cái điểm khác các cháu nó sẽ tự động nó lựa, không có cần phải ép con học cái này hay bắt con học cái kia. Thì nói chung á, là tôi rèn luyện hai nhỏ nhà tôi rất là kỹ về cái chuyện đó. Và hai cháu con của tôi đó, nó là cái điển hình của cái công sức của tôi và xã tôi dạy. Cảm ơn anh. Cái ý tưởng như anh đã nói, ý tưởng mà xây dựng cái viện nghiên cứu giáo dục là bắt đầu từ cái việc mà anh thành công trong dạy dỗ hai cháu. Đúng rồi. Như vậy thì cái anh có thể chia sẻ về cái phương pháp nó như thế nào không? Dạ, thưa anh, tôi có viết nhiều bài về những cái đó, nhưng mà sau cùng là tôi đúc kết lại một cái bảng giá trị gia đình mà tôi muốn chia sẻ với anh và các bạn trong đây, là trong một gia đình đó thì tôi có lấy về những tinh hoa của người Việt ta, tinh hoa của Âu Mỹ, Do Thái, Ấn Độ và những nơi khác, để mà coi những cái gì mà hay nhất trong xã hội thì tôi mới dùng cái đó để mà dạy cho con của mình. Thì trong gia đình tôi á, là có cái phong cách của một đại gia đình, từ ông bà ngoại, ông bà nội cho tới cha mẹ, cho tới con cái. Rồi trong đó, trong cái gia đình đó, nó có phải có gia phong và gia quy. Thì là tôi không đi theo cái lối cổ rằng là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, mà tôi dạy cho các con mình cái tính bản tính tự tin, tự quyết, và hiểu được thế nào và trân trọng và biết ơn cuộc đời và hạnh phúc như thế nào. Thì trong cái bảng này này là tôi có đề là đầu tiên cái con người ta phải biết hạnh phúc trước, phải biết thế nào mà là hạnh phúc. Sau đó rồi mới tới con người có bản lãnh. Đó thì cái con người mà biết hạnh phúc đó thì các cháu phải biết ơn và trân trọng cái gì mình có. Sau đó là yêu cái bản thân mình, phải nói rằng là phải trân trọng được cái bản thân mình nữa ha. Rồi mình phải sống một tinh thần lạc quan đó. Rồi hay chia sẻ và giúp đỡ mọi người, cái đó điều đó đặc biệt là rất là quan trọng đối với tụi tôi. Chúng tôi đã giúp đỡ cộng đồng rất nhiều trong vòng mấy chục năm ở đây, thì ở những cái hội đoàn, những cái gì mà chúng tôi đi qua đó, chúng tôi đều bỏ công sức ra rất là nhiều để mà hỗ trợ họ. Rồi mình phải gìn giữ cái sức khỏe của mình, đó là cái căn bản, còn những cái căn bản ở dưới đây nữa. Để mà biết sống hạnh phúc. Còn cái mà còn cái mà bản lĩnh sống đó thì là phải các cháu phải kiên trì, phải dạy cho tôi, dạy cho các con tôi phải cái tính kiên trì, làm một cái công tác nào đó thì mình sẽ giữ mãi cái công tác đó cho tới khi nó thành công. Có thất bại đó thì mình cũng làm lại. Rồi phải có cái tính tự lập.
rồi có một cái tầm nhìn rất là xa. Khi mà các cháu làm cái gì đó, các cháu phải nhìn là mình sẽ ở đâu và cái lúc nào, để mà có thể định hình được, để mà không có đi sai hướng. Rồi sống phải sống rất là tích cực trong cuộc sống. Thấy ai làm gì đó thì mình đi vào mình làm với họ. Các từ nhỏ các con đã đi, đã học và chia sẻ và rửa chén rửa bát cho những người mà tới nhà mà mình chơi đó, thì các cháu nó đã tới đó, nó tới nhà người ta, nó ăn xong nó dọn dẹp cho mọi người, kể cả những party. Rất cụ thể. Rất cụ thể, vâng. Rồi các cháu đó thì nó được tập cho cái kỹ năng giao tiếp. Khi mà các anh tới nhà chơi, anh tới nhà chơi đó, mấy nhỏ nó ra, nó chạy tự động, nó chạy ra, nó chào hỏi, nó đưa các bác ra ngoài xe khi mà đi về. Mấy cháu nó rất là ân cần với mọi người, nó thương mọi người như trong gia đình vậy đó. Ai mà tới nhà chơi là khách quý đó, thì hay là nó hay giúp đỡ những cái các bạn trẻ khác, mà trong các bạn trẻ có nhiều bạn bị trầm cảm hay là không có nghe lời bố mẹ đó, thì nó hay giúp đỡ, chia sẻ cái cách sống. Hiện nay là con của tôi, hôm nay nó chạy đi giúp đỡ mấy bạn trẻ để mà dọn đồ đó. Dạ. Ngay bây giờ thì rồi các cháu nó cần phải có kiến thức rất là sâu, rất là nhiều, tức là nó phải đọc nhiều và tìm hiểu nhiều. Trong đây là cái mà để mà bản lĩnh sống cho con của mình, tức là trong cuộc sống của các con của tôi á, nó có hai cái điều kiện để mà khi tôi dạy. Là đầu tiên là cháu phải biết sống hạnh phúc, cái thứ hai là phải sống, phải có bản lãnh cuộc sống. Thì qua cái đó đó, các cháu nó sẽ qua cái đó đó thì các cháu nó sẽ kiếm được cái công việc nào mà nó muốn, mà trong bất cứ công việc nào mà các cháu muốn đó, nó cũng sẽ tự nó tạo ra được cái tầm ảnh hưởng của nó. Rồi sau đó đó thì các cháu phải dưới đây này là cái nền nữa, là các cháu phải có cái mục đích sống của mình nó như thế nào. Chẳng hạn như là nó muốn sống để mà nó giúp đỡ ai, hay là nó thành đạt như thế nào, thì nó cái mục đích sống của nó phải có cái đó. Rồi các cháu á, phải có những cái liên hệ rất là tốt trong xã hội, bạn bè, những cái người mà mình gọi là mentor đó, những cái người mà họ giúp đỡ mình, thì các cháu có những cái liên hệ rất tốt đó. Trường hợp con trai của tôi là nó hay có những cái liên hệ tốt với những cái người lớn tuổi, để mà họ có thể họ hỗ trợ con của mình, để mà họ giới thiệu công ăn việc làm hay giới thiệu những cái cơ hội làm ăn buôn bán. Dạ. Rồi các cháu có cái quyết đoán của nó, và các cháu phải có trách nhiệm trong cuộc sống. Rồi cái tính tự tin, các cháu phải tập được cái tính tự tin của mình. Mà từ trước nay đó thì là chúng tôi để cho các cháu tự quyết đoán lấy, có lỗi thì mình nhắc nhở để các cháu sửa lại. Và bây giờ các cháu quen cái tính đó rồi, và những cái tính khác nữa, cái tính tình cầu tiến, các con luôn luôn biết rằng mình không phải là cái người đúng nhất, và mình luôn luôn mình phải học hỏi để mà cởi mở cái cuộc sống của mình. Chúng tôi được biết là cháu Đan với thằng trai lớn anh ấy, đã được tổng thống Obama đón tiếp. Đúng rồi anh. Rất là trang trọng. Thì đó là cái sự kiện nó như thế nào anh ạ? Dạ, hồi đó cháu làm ra một cái tổ chức, ra một cái sự kiện rất là lớn, mời ông Bộ trưởng Bộ Tài chính của California đến trường học của mình để mà thuyết giảng, và cháu tạo ra một cái câu lạc bộ 3 năm liền. Thì bác cháu làm ra cái câu lạc bộ đó thì là mới có cơ hội để mời ông Bộ trưởng Bộ Tài chính đó tới. Câu lạc bộ gì anh hả? Bộ trưởng Bộ Tài chính của California. Câu lạc bộ gì ạ? Câu lạc bộ Pennywise Club. Tức là để mà giúp cho các cháu khác đầu tư cho bản thân của mình đó. Tức là cháu đang thành lập. Đã thành lập ra, cháu sáng lập ra. Dạ. Thì khi mà cháu nó sáng lập ra cái đó thì nó có cơ hội, nó có duyên, nó có cớ để mà nó mời những cái nhà phát biểu nào mà có khả năng ảnh hưởng lớn nhất đó.
để mà tới trường trung học của mình. Mà thời gian đó đó, lúc đó cháu học lớp mấy anh? Cháu học lớp lớp 10. Câu lạc bộ bao nhiêu thành viên anh ạ? Câu lạc bộ đó thì khoảng chừng 30 thành viên. À. Dạ, nhưng mà khi mà cháu thành lập cái tạo ra cái sự kiện đó đó thì hơn 700 người tham gia. Ồ. Dạ. Hơn 700 người tham gia thì nói chung là được được Hội Hướng đạo Hoa Kỳ biết đến và cử làm cử đại diện để gặp Tổng thống Obama tại Nhà Trắng. Dạ. Ồ. Dạ. Nghe nói là khi mà cháu vào đại học là cháu đã chẳng những cháu tự lập. Dạ. Mặc dù gia đình anh rất là khá giả. Dạ. Nhưng mà cháu vào đại học cháu đã tự lập, chẳng những tự lập mà cháu còn bảo bọc nuôi lo lắng cho đứa em gái cho cháu nữa. Dạ, đúng rồi. Thì nhỏ nó khi mà nó vô đại học đó thì nó không còn cần tiền của mình nữa. Ừ. Thì nó xin được 14 cái học bổng. Ồ. Dạ, cháu xin được 14 cái học bổng thì vừa đủ trang trải cho việc học của cháu. Thì trong lúc bây giờ đó thì trong trường đại học đó thì đang thành lập ra một cái câu lạc bộ của trường, một câu lạc bộ khởi nghiệp của trường nữa. Thì trong cái câu lạc bộ khởi nghiệp của trường đó thì là cháu Đan mới thành lập ra 2-3 cái công ty, những công ty nhỏ nhỏ để mà buôn bán trên mạng đó. Ừ. Dạ. Hay quá vậy. Dạ vâng, thì là nó có cái dư tiền đó thì nó mới giúp đỡ cho em gái của nó đang học đại học Berkeley. Có một điều cũng rất là cần biết. Khi anh đặt chân lên đất Mỹ thì anh bắt đầu cuộc sống như thế nào? Dạ thưa anh, hồi đó khi mà mình đặt chân lên đất Mỹ đó, mình chỉ học được cái trình độ lớp 6 thôi. Ồ. Dạ. Năm mấy anh? Dạ, năm 1981. Lúc đó anh qua anh mới học lớp 6. Dạ, trình độ mình học lớp 6 thôi. Thì lúc bây giờ đó mình cũng quên hết tất cả mọi thứ rồi. Mình qua năm 19 tuổi. Thì mình quên hết tất cả mọi thứ. Thì lúc bây giờ mình bảo là mình một là đi làm, hai là đi học. Không, mà đi làm để mà kiếm tiền ngay cũng sống lây lất vậy thôi. Còn đi học trở lại thì còn có thể có tương lai. Thế là từ lớp 6 mình cố kiên trì, mình thâu gom. Tại vì bên New York, hồi đó mình đi mình tới đó New York. Thì bên New York đó, nó cho năm 21 tuổi là hết trung học. Thì mình mới quyết tâm là trong vòng 2 năm lấy được cái bằng tú tài của Mỹ. 2 năm đó thì là trong 6 2 năm đó mình lấy được giống là gần 6 năm trời của trung học. Rồi từ cái 6 năm trung học đó mình mới tức là 2 năm bằng 6 năm. Bằng 6 năm, đúng rồi. Nói chung là lúc bây giờ là cũng vừa đủ. Đó thì nhưng mà anh đi học thì mình đi học thêm lấy những cái vừa làm vừa học hay là lấy gì để đi nói hồi xưa đó thì chính phủ có cho trợ cấp cho mình nhà mình có đi làm thêm để mà có tiền gửi về nhà có đi làm thêm có tiền gửi về nhà thì có vậy thôi, còn hầu hết là cái thời gian mình bỏ ra mình để học cho nó giỏi đó. Thì mình học xong rồi thì cũng may mà mình học quá đến cái độ mà nhà trường đó mới cho mình cái bằng toán giỏi nhất trong 2 năm đó thì cái cho mình một cái phiếu cổ phiếu $100 tức là thưởng cho mình đó. Rồi sau đó thì là mình được một trường đại học tốt nhận. Thì cái trường đại học đó là mình học cố học ngày học đêm, học chăm chỉ mà vừa học vừa làm, học cho có cả work study đó. Thì mình sau 3 năm trời thì nhà trường mới quyết định đề cử mình được phần thưởng 1%. Tức là học sinh giỏi toàn diện 1%. Trời đất. Dạ, thì là mình được cái phần thưởng đó. Ừ. Dạ, là top 1% student, tức là phần thưởng học sinh 1% của toàn trường đó. Trường nó khá lớn. Rồi anh có vào đại học không? Dạ. Anh có vô đại học? Dạ, mình vô đại học đó. À, vậy hả? Dạ, vô đại học là 3 năm trời.
Thì thì năm thứ ba thì nhà trường mới cho cái phần thưởng. À, cái phần thưởng đó lúc là xong đại học rồi đấy. Giờ xong đại học, tức là sắp xong đại học rồi đó, thì nhà trường thưởng. Anh học đại học chuyên ngành gì? Mình chuyên về ngành điện. Nhưng sau đó đó thì mình đi làm, thì mình sau đó đó thì mình đi làm. Mình mới mình làm về lập trình. Ừ. Trong cái thời gian lập trình mình học thêm cái bằng thạc sĩ nữa. À. Dạ, là mình có thêm một cái bằng thạc sĩ nữa. Thì tới khoảng chừng 5 năm thứ 5 mình đi làm đó, thì họ cử mình làm quản đốc, là manager của một cái hãng Xerox. Ừ. Thì mình làm ở đó khoảng chừng 10 năm. Thì ở Singapore họ mới mời mình về làm cho họ để mà quản lý khoảng chừng 10 nước về mặt kỹ thuật. Thế là sang Singapore. Ồ. Yeah. Mình sang Singapore thì mình quản lý một quản lý cho cái công ty đó về kỹ thuật cho được 10 nước, trong đó có Việt Nam mình. Yeah. Thì cái thời gian đó mình đi về Việt Nam khá nhiều. Như vậy thì cái duyên cớ nào là để anh chuyển qua anh kinh doanh địa ốc? Dạ, cái đó thì sau này. À. Trước đó đó thì mình có về Việt Nam rồi mình có gặp lại bà xã mình. Mình gặp lại bà xã mình. Ừ. Sau đó thì mình mới lúc bây giờ mình Ủa gặp, sao gọi là gặp lại? Hồi xưa có gặp nhưng mà mình thích thôi. À vậy hả? Mình chưa có đủ cái tức là có tình có ý thôi hả? Đó, tình ý chưa à. Có đủ cái chưa có đủ cái lúc giờ mình cũng còn lang bạc lắm. À. Dạ, mình chưa có đủ cái suy nghĩ để mình định cư xuống. Đó. Nhưng mà có thương thầm nhớ trộm rồi. Cũng thích dạ. Nhưng mà sau này khi mà mình lựa vào xã mình đó, ừ. Thì mình mới quyết định, hồi đó mình 36 tuổi thì mình hết cái tình yêu trai gái bồng bột rồi. Ê. Thì mình mới quyết định rằng là mình có một khái niệm là chọn mẹ cho con. Ừ. Đó. Thì mình nhìn đi nhìn lại thì nói chung là giữa những cái người mà có thể lập gia đình được với mình đó, thì bà xã mình hợp nhất với mình. Tức là anh quan điểm lạ à. Cưới vợ mà quan điểm là chọn mẹ cho con mình. Đúng rồi. Chứ không, người ta chọn trước hết là chọn cái người đồng điệu với mình. Đúng rồi. Nhưng mà anh nhìn xa, nhìn một cô gái mà để mà nghĩ rằng tưởng tượng ra cô này sẽ là người mẹ tốt của con mình. Đúng rồi. Anh lạ, anh không giống ai hết trơn. Cái đúng rồi, quan điểm nó hơi lạ. Nhưng mà hồi đó mình cũng 36 tuổi rồi anh. Thì mình nhìn cái người mà có thể mà hợp với mình để mình đi cái đường dài. Để mà chọn lựa cuộc sống chung với mình đó. Thì cái người đó sẽ phải hợp với mình. Thì cái người đó mình cũng có thể mình ảnh hưởng được. À. Dạ. Tôi chợt nhớ cái câu ca dao của ông bà xưa. Dạ. Nói là những người mà đái thắt lưng ông. Dạ. Vừa khéo chiều chồng, vừa khéo nuôi con. Anh có nghe câu đó không? Dạ, có nghe. Nhưng mà mình lại không chọn được trên cái tiêu chuẩn đó. Mình chọn. Nhưng mà cái cơ sở nào để anh đánh giá là Lan là sẽ là người mẹ tốt của con mình? Dạ, tại vì trong gia đình của Lan đó, ừ. Thì không phải là gia đình giàu có. Ừ. Nhưng mà cái nối sống, cái nền nếp của gia đình, ừ. Và cách thức, cái cử chỉ, cái căn bản đạo đức cuộc sống đó nó có. Nó hầu như là mình không thể nào dùng đồng tiền được. Để mà hồi đó mình cũng rất là nhiều người muốn thì tại vì hồi đó là mình là Việt kiều, mình làm cho công ty lớn để coi cả một nước Việt Nam đó, thế nên mình cũng có cái khả năng để mà lựa chọn. Nhưng mà sau cùng đó thì mình lựa chọn một cái người mà có căn bản cuộc sống, mặc dù gia đình họ không có đủ tiền, không có nhiều tiền. Nhưng anh gặp Lan trong bối cảnh nào? Lan thì hồi đó là gia đình, hai gia đình có quen biết nhau nên à, mình rất là rành gia đình của bên Lan. Thì mình hiểu được là gia đình ông bà cụ á, thì nói chung là không có nhiều tiền bạc, nhưng mà sống rất là đơn sơ.
cái quan trọng là ông cụ của làng dạy cho làng cái là giấy rách thì phải giữ lấy lề. Thế nên làng giữ mãi cái đó, và bản thân của làng là con người mà rất hiền, rất rất dễ thương, rất nhân từ. Dạ. Anh nói thì tôi tạm tin. Nhưng mà có những điều tôi nghĩ là tôi xin phép lấy anh, tôi gặp Lan đó tôi xác minh lại cái đã. Ok. Lan ơi. À, cho anh gặp anh xác minh một số vấn đề anh Lương nói xấu em ấy. Nãy giờ anh Lương nói xấu em quá trời luôn. Anh nói đủ 24 năm chưa? Ủa 24 năm rồi hả? 24 năm tụi em gặp nhau. Anh Lương là người Bắc. Em là dân Bến Tre, dân miền Tây. Thì cái duyên cớ nào để đưa đẩy hai người gặp nhau? Em nghe ông bà, mọi người thường hay nói tình Bắc duyên Nam đó. Nhưng mà cụ thể là sao? Cụ thể là gặp nhau trong bối cảnh nào? Cách đây 24 năm á, là ảnh đi làm việc ở Đông Nam Á. Thì ảnh thường hay về Việt Nam thăm mẹ. Thì lúc đó em mới ra trường để chuẩn bị đi dạy. Em học sư phạm à? Dạ. Dạy cấp mấy? Em dạy cấp 2. Ở Vũng Tàu á. Dạ, học xong rồi được phân công ra Vũng Tàu dạy. Dạ. Rồi lúc đó mới đi xin việc. Thì ngày hôm đó là Trung Thu. Thì ảnh là lúc đó là ảnh là Việt Kiều đứng ở trước nhà. Em không biết là ai nhưng mà em đi vào nhà chị của ảnh. Để nhờ xin việc. Ở chị ảnh làm gì mà em đi nhà? Nhà chị hồi đó là bán bếp ga Minh Đệ ở Vũng Tàu. Ủa mà sao em lại tới đó nhờ xin việc? Tại vì chị của em với chị của ảnh là bạn. Có vụ đó nữa. Thì có cái sự kết nối thì quen biết. Thì đi lúc đó đi dạy ở thành phố cũng khó. Nhưng mà có cái sự quen biết thì dễ hơn. Tức là em chị của em với chị anh Lương là bạn. Đó là cái cơ duyên nữa. Thì lần đầu tiên anh chỉ nhìn thấy em thôi, rồi gặp nhau nói chuyện dăm ba câu. Xong rồi hôm đó em nhớ là em nói là em phải về để lo Trung Thu cho các em. Thì lúc đó em đi dạy đó, rồi chuẩn bị một bữa tối Trung Thu cho các em. Rồi em đi về. Rồi khoảng thời gian mỗi một năm thì ảnh đi về, ảnh ghé qua thăm một lần. Nhưng mà cũng phải mất mấy năm á. Là ảnh chỉ biết rồi gặp nói chuyện rồi thôi. Em cũng không biết nữa lúc đó ảnh làm gì đi đâu. Còn rồi, em thì chỉ rồi, tập rồi, trung là... Gặp nhau là mấy lần mới cưới? Lúc em gặp ảnh khoảng 21 tuổi. Thì em 26, 27 tuổi khoảng đó thì mới cưới. Nhưng mà từ khoảng 21 đến 26 thì chỉ là viếng thăm bạn bè thôi. Chứ ảnh không có nói gì hết. Nhưng cũng đã gặp nhau nhiều lần trong thời gian đó. Nhưng mà có lẽ lúc đó ảnh cũng chọn lựa kỹ. Em thì cũng... Hồi đó thì gia đình của em thì rất là... khó tính, không phải khó khăn nhưng mà rất là gia giáo. Không có được đi chơi gặp gỡ gì nhiều. Nếu mà nhìn ai quan sát chắc chỉ bằng mắt thôi. Như vậy thì hỏi câu này thì có đôi khi là em nói để cho phải lòng, nhưng mà anh nghĩ là anh mong muốn là nói thật. 24 năm chung sống thì trong mắt em anh Lương là một người chồng như thế nào? Nói thật nha. Anh biết ai cũng có cái sự lựa chọn, mà sự lựa chọn ban đầu á rất là quan trọng. Cho nên bây giờ em cũng thường hay nói với các con á, mình lựa chọn với một người mình sống suốt đời á, chỉ một lần lựa chọn với suốt đời. Thì mình phải sống như thế nào? Đầu tiên mình muốn mình chọn cái người đó tốt, mình phải sống là người tử tế trước, người tốt trước. Chứ như là con người mình vốn mình có cái gì, mình mới từ đó mình mới tìm kiếm, mình đòi hỏi giống như vậy hoặc là hơn, đúng không? Thì hồi xưa là may mắn là em được sinh ra ông bà em là gia tộc họ Võ. Thì luôn luôn dạy là kính trên nhường dưới. Vậy là em với anh có bà con á?
anh em nhà họ Võ đúng không? Võ Đắc Danh. Hay quá. Thì rồi con gái trong gia đình đó là dạy công ngôn dung hạnh. Công ngôn dung hạnh thì em được học từ ông bà ngày xưa rất là nhiều. Cho tới bây giờ thì ba em còn giữ những cái gia phả gia tộc đó. Thì cho nên khi rồi em lại đi vào nghề mà nghề giáo nữa. Cho nên em gặp gỡ hay là tiếp xúc với mọi người á bằng một cái luôn luôn là em học hỏi. Thay vì ngày xưa em đi học rồi đi dạy rồi đi ra đi làm thì rất là chăm chỉ chịu khó học hỏi, rồi những người xung quanh á thì mình quan sát, mình chia sẻ, mình giúp đỡ, nói chung mình làm được cái gì mình làm là từ hồi nhỏ là em có cái tư tính đó rồi. Cho nên khi mà thấy anh Lương ngồi nói chuyện, anh tới thăm thôi, mình không có cơ hội nói chuyện nhiều, nhưng mà em cảm nhận được anh là một người rất là tốt, rất là đạo đức. Thì đó là lý do mà tụi em gặp nhau rất là dễ và hợp nhau. Bởi cả hai bên đều có một cái tấm lòng rất là tốt và muốn giúp đỡ mọi người. Anh muốn em nhìn lại cái 24 năm qua. Rồi anh, từ anh cái lựa chọn ban đầu đó thì mỗi ngày sống chung, nói là chung đụng thì chắc chắn cũng có giận hờn hay là những cái hiểu lầm. Nhưng mà từ cái một cái con người có một cái trái tim nhân hậu, một cái người tốt. Nhưng mà anh Lương rất là, không những ảnh tốt cho gia đình ảnh mà ảnh tốt cho tất cả mọi người, những người nào mà ảnh quen biết hay là cộng đồng xã hội. Ví dụ như con học ở hướng đạo thì ảnh sẽ tham gia vào hướng đạo để mà kết nối 200-300 gia đình, ví dụ vậy. Khi mà lên học trường Oxford Economy á thì ảnh cũng kết hợp những người Việt Nam mình lại với nhau á, cũng mấy trăm gia đình. Thì đi tới đâu ảnh đều có một cái cộng đồng xung quanh để mà hỗ trợ với nhau cùng tiến. Thì tụi em á thì nói vậy chứ cũng có giận hờn hay là cũng có đôi lúc cũng tranh cãi, nhưng mà nhìn chung á là tất cả đều hướng về những cái gì tốt nhất lo cho gia đình, cho con cái thôi. Chứ còn chắc không có thời gian mà làm cái điều gì mà đến độ phải giận nhau hay là anh có gặp một số người họ nói là họ qua đây họ được anh Lương rất là giúp đỡ cưu mang họ, nhưng mà anh không hiểu là cái cách anh Lương giúp người như thế nào. Dạ, giống như chắc tất cả mọi người có một cái hướng làm giúp đỡ từ thiện hay là một cái mission để làm một cái điều gì đó cống hiến cho cái xã hội này. Thì anh Lương á, tính của ảnh là thích kết nối, gặp gỡ, chia sẻ, giống như tứ hải giai huynh đệ vậy đó. Gặp ai cũng rất là thân thiện và chia sẻ, ảnh có cái gì là ảnh nói. Đặc biệt là quen biết những người bạn mà sang đây cùng khoảng thời gian với ảnh rồi vất vả lo đi làm á, thì con cái nhiều khi không có đủ nhiều thời gian để nói chuyện với con thì con không có tập trung học hay là có những kết nối những bạn bè chơi nhiều hơn không có học, thì anh Lương anh có một cái khả năng là kết nối với các em giữa thế hệ của ảnh là những người mà tị nạn sang đây và đi vào dòng chính của Mỹ đi học đi làm. Thì từ ngày mà anh học đại học á, anh cũng đã rất là tập trung học, anh ra trường là top 1% của một trường đại học. Thì ảnh rất là tập trung về cái ngành giáo dục. Thì khi mà nói chuyện với các em mà nhất là tuổi high school đó, thì ảnh có một cái khả năng là nói chuyện, chia sẻ với các em để các em định hướng, tìm được cái gì mình thích. Mà ảnh viết văn rất là hay. Cho nên là qua cái nói chuyện với các em để giúp cho các em viết những cái bài văn để đi vào xin vào đại học đó. Thì từ những cái bài văn đó thì các em biết là các em
đang ở đâu và muốn phải làm gì, thì giúp rất là nhiều các em để thay đổi cái suy nghĩ để vào những cái trường mà các em mong muốn. Có những người, anh biết có những người mà họ rất là khá giả. Dạ. Con họ đã đến ngoài giờ đến trường thì họ lại gửi cho anh Lương. Thì anh Lương dạy các cháu đó những gì? Thật ra những em nào mà có cơ hội gặp bác Lương đó thì rất là vui và may mắn. Ừ. Bác Lương chỉ ngồi nói chuyện thôi, hỏi. Ừ. Thì những đứa trẻ ở đây á, nó cần được cái sự chia sẻ và cái sự tin tưởng nó. Đứa nào nó cũng có một cái giỏi cái bên trong á. Mà nó nhầm khi bố mẹ đi làm không có cơ hội để ngồi nói chuyện, thì bác Lương ngồi nói chuyện tâm tình thì các em mới chia sẻ. Nhưng mà rất là nhiều em tới đây để nói chuyện với bác thì luôn luôn là nghe loáng thoáng nghe bác nói chuyện á, là bác luôn tập trung những nói nhắc lại cho các em là cái lòng biết ơn, là sự chịu khó học hỏi, về cách thức chọn ngành nghề như thế nào, qua cái ai cũng mấy các em ai cũng có một cái khả năng làm, như thí dụ như là một em thì giỏi về cái gì đó thì sẽ hướng về bác sĩ. Một em giỏi về hội họa gì thì hướng về làm những cái ngành về nghệ thuật. Thì anh Lương có khả năng kết nối. Ví dụ như khi mà nói chuyện với em đó giỏi về hội họa 3D thì sẽ tìm bạn bè để hỏi những người nào mà giỏi về ngành đó thì sẽ cho các em nói chuyện. Thì để mở ra cho các em đi con đường này đúng hay không. Rồi các em thích về làm về luật sư thì anh Lương sẽ kết nối những người bạn đã ra nghề luật sư thì nói chuyện. Dạ, anh Lương, dạ anh Lương có một cái khả năng mà kết nối, liên kết mọi người lại với nhau. Lạ ha. Dạ. Tức là nói cái công việc mà nói nôm na là làm cái công tác từ thiện xã hội á, thường thường ta hay quan niệm là giúp bằng tiền. Dạ. Nhưng mà anh Lương không giúp bằng tiền, mà cái cách giúp của anh Lương là cho người ta một cái cơ hội. Còn hay hơn là cả tiền. Anh thấy có những người thành đạt mà họ nói hôm nay tôi có được những ngày nay là tôi cũng nhờ anh Lương ấy. Nhưng mà không phải anh Lương đưa tiền cho họ. Dạ. Không, như anh nhắc thì em nhớ có một thằng bé bạn của Dan. Thì năm đó các bạn sẽ có đứa vào trường, những cái trường nổi tiếng. Có những em thì không có vào được ngay năm lớp 12 ban đầu. Thì bác, anh Lương sẽ cho một cái lời khuyên ngay lập tức liền. Là con cứ xây dựng cái ước mơ của con. Có nhiều cánh cửa để bước vào cuộc đời. Thì cánh cửa này con muốn chưa được thì con sẽ đi cánh cửa khác. Thì em đó vào Community College học 2 năm. Khi mà em transfer lên đại học thì em được trường Berkeley nhận vào ngành Business. Trường đó cũng rất là nổi tiếng về Business. Thì em sau đó 2 năm đó em khi em được nhận vào trường, em quay lại em cảm ơn anh Lương là nhờ anh Lương hướng dẫn ban đầu. Em rõ cái con đường đi và em đi rất là đúng thì em rất là hãnh diện. Để mà em có được những cái ước muốn, dù là không có đi thẳng vào được nhưng mà rồi cũng sẽ tới. Hay quá. Dạ. Trong cái chuyện mà dạy dỗ con cái để lại trong em với anh Lương cái mốc, cái ấn tượng về câu chuyện nào là nhiều nhất? Cái này là đây là một những chuyện mà đáng nhớ nhất mà tới giờ nhiều khi tụi em nghĩ lại cũng rất là bồi hồi xúc động. Từ nhỏ lớn thì các con, Dan với Ivy còn nhỏ thì mẹ chăm sóc nhiều, mẹ đưa đi học. Bố thì đi làm từ sáng tới tối mới về. Khi mà tới lớp 9 thì khi mà Dan học lớp 9, lớp 10, lớp 9 thì bố bắt đầu không có đi làm nữa mà chuyển sang theo Dan và Ivy
cùng phụ với hai vợ chồng cùng phụ. Thì khoảng thời gian đó đang đi hướng đạo. Thì khi mà làm một cái project cho hướng đạo á, thì thường thường mỗi năm đều làm giống nhau. Chỉ cái năm duy nhất đó, bố giúp con trai, hai con cùng làm một cái project rất là khác. Về finance nó không có liên quan gì tới những cái project các em thường làm từ bấy lâu. Thì mới ban đầu cả hội đồng hướng đạo của Orange County, người ta cũng ngạc nhiên lắm. Người ta bảo rằng sợ sẽ không có pass, lo tìm một cái project khác để bắt học đi. Nhưng mà hai bố con á, thì giống như cứ đi ngược dòng không à. Mà tại vì tính của anh Lương á, là thích khám phá, thích giống như một người mà tiên phong về một cái gì mới đi trước vậy. Thì ngồi nói chuyện với Dan, hai bố con, thì cuối cùng cái project đó được nhìn thấy, được nhận thấy bởi National. Thì năm đó là Report to the Nation năm 2016, thì lúc đó Dan 16 tuổi, thì được chọn 6 em trong cái đoàn hướng đạo để đi bắt tay tổng thống. Thì trong cái khoảng thời gian đó là gia đình thì không có biết rằng là phải làm cái project này đi gặp tổng thống, chưa từng biết là Report to the Nation là gì. Nhưng mà luôn luôn là học hỏi, làm những cái gì hay, đi mới lạ, một cái khám phá mới. Thì đó là cái tính cách của anh Lương. Và Dan cũng được thừa hưởng từ bố, thì hai bố con kết hợp. Thì ngoài cái năm 2016 bắt tay tổng thống, thì sau đó em ra trường lớp 12, em tự viết bài và gửi và xin học bổng. Thì em được khoảng 10, 12, 13 cái học bổng của cả nước Mỹ. Mà bằng những cái bài viết của em, thì trong đó bố em cũng có hỗ trợ. Mà một cái phần thưởng mà thứ hai mà rất là hãnh diện á, là em được nguyên, nó gọi là AXA Foundation. Thì trong nước Mỹ em được chọn, đang được chọn là top 10, 10 em xuất sắc nhất của năm đó, được 25.000 đô về một trong những cái scholarship của em. Nghe nói cháu đang được cái giải thưởng về khởi nghiệp gì đó. Dạ, rồi em được tiền mà nhận học bổng á, đủ cho em học 3 năm đại học UCI. Thì khi mà em vào UCI, em thành lập một cái công ty khởi nghiệp. Và cuối cùng sau bao nhiêu vòng thi cùng với những cái khởi nghiệp khác, thì công ty của em được first prize, được giải nhất nữa. Thì Dan như thế là cũng nói nghiệp của bố cũng rất là chịu khó để đi, thường thường là thích đi ngược dòng, đi khám phá những cái gì cái mới, không có ngại khó. Nghe nói cháu hiện nay là cũng ảnh hưởng anh Lương trong cái về cái lòng nhân ái, luôn giúp đỡ người khác. Dan là luôn luôn là như thế anh. Từ nhỏ tới bây giờ chưa bao giờ nói với mẹ là con không thích ai, mà luôn luôn là đối với mọi người là yêu thương, chia sẻ và nhìn mọi người đều bằng một cái hướng, hay là nhìn về cái cuộc sống bằng cái hướng tích cực, hướng tốt đẹp. Em có tính đó. Em có nhớ câu chuyện nào để lại cho em ấn tượng nhất về cái chuyện mà anh Lương anh giúp đỡ cộng đồng, giúp đỡ người khác không? Thật ra thì rất là nhiều, mà bây giờ anh hỏi thì không nhớ hết. Nhưng mà mỗi ngày ha, từ những công việc nhỏ, nó đều anh nghĩ cho những người xung quanh, chứ không có ít có khi nào mà thấy anh nghĩ về anh Lương. Những giờ mà rỗi rảnh thường xuyên á, là anh viết bài cũng nghĩ. Và cái gần đây nhất á, là anh hay nghĩ về
Anh hay viết về cái sự đồng hành cùng con đó. Anh rất là trăn trở. Anh muốn là tất cả gia đình đều được hạnh phúc và cùng đồng hành với các con cái của mình để trong cái gia đình đó có niềm vui và con cái nó tiến xa hơn nữa. Đặc biệt là làm bố mẹ đó là anh rất là mong muốn là bố mẹ phải tin tưởng con và nhìn thấy cái khả năng của con, là động viên con. Rồi nếu mà một mình mà không thể giúp con được á, thì mình tìm hiểu bạn bè, những người xung quanh gọi là support system á, để hỗ trợ cho các con em. Thì có như vậy á, cộng đồng của mình, nhất là người Việt mình qua đây á, mới hòa hợp vào vòng chính nó nhanh hơn. Anh Lương, ví dụ như những cái điểm mà đáng nhớ nhất của ảnh đó là ví dụ như trong ngày xưa con ở trong hướng đạo khoảng 12, 13 năm thì ảnh là luôn luôn là mỗi một tuần lễ là đưa con ra. Ngoài đưa con ra thì ảnh còn tạo ra một cái giống như là một cái trang web hay một cái gì để cho bố mẹ cùng tham gia vô nhiều để tìm hiểu những cái sinh hoạt của con, để hiểu con hơn. Rồi trong Navy cũng vậy, trong gọi là Navy Secret Desk thì anh cũng support về IT để làm nên cái trang web để có những cái sự liên lạc giữa Navy Secret Desk với các parent. Rồi anh khi mà anh có mặt ở đâu á, thì anh đều hỗ trợ đó. Rồi trường học high school của Dan với Ivy anh cũng tham gia rất là nhiều. Nên khi mà có một cái event gì á thì cả một cái district support, chứ không phải là chỉ riêng trường thôi. Là anh có một cái khả năng connect từ trường học tới district tới parent rất là tài tình. Những cái bài viết của anh Lương là đăng ở cái trang nào? Ảnh có một cái Facebook về đồng hành cùng con. Dạ. Rồi thì... kết nối với cộng đồng, với bạn bè trên đó. Dạ. Còn khi mà anh đi tới đâu thì anh có sự kết nối ở đó. Hoặc là qua những người bạn biết thì thường thường hay mang con tới gặp. Mà chỉ cần các em gặp anh Lương nói chuyện một lần, hai lần là tự nhiên các em về có một cái suy nghĩ nó khác. Hay quá. Tính của anh Lương á là luôn luôn là thích thay đổi, mới lạ, thích đi ngược dòng. Và anh hay tâm sự, anh nói chứ tất cả các bài viết, anh có một cái bài viết anh rất là hãnh diện cho Dan á, là Dan viết cái bài viết đi một cái bài văn mà nói về cái sự thay đổi một cái gì đó của mình, gọi là đi ngược dòng, thì em thắng cái giải đó của scholarship, cũng là vô, em vô final và thắng giải nhất cái đó. Anh Lương ơi, mời anh trở lại, trả Lan về chỗ cũ. Hồi nãy anh có nói là anh khuyên cưới vợ đó, là anh không phải chọn cho mình mà chọn người mẹ cho con mình. Đúng rồi. Thì anh thấy cái điều đó sau hai mươi mấy năm chung sống thì anh thấy cái sự lựa chọn đó đúng không? Nó rất là tuyệt vời anh. Dạ. Yeah. Tức là cái gì mà mình dự tính trước, mình có cái nhìn trước đó, thì mình rõ ràng như vậy. Thì trong hai mươi mấy năm nay đó, thì gia đình của tụi này rất hạnh phúc. Lan là cái người vợ càng ngày càng đảm đang, lo cho các nhỏ, mấy con mình, rồi lo cho gia đình và lo cho xã hội. Lan là cái người mà luôn luôn xả thân ra để mà lo cho cộng đồng, mà người âm thầm ở đằng sau cánh màn đó, nhưng mà hầu hết là mọi người ai cũng là cái người mà cảm nhận được cái điều đó. Thì mình chọn lựa rất là đúng. Anh có lần anh nói là anh học theo Lão Tử, tức là biết đủ là đủ. Thì anh ngừng kinh doanh để anh tập trung cho cái đời sống tinh thần. Tất nhiên anh cho anh, tôi hiểu là anh giúp đỡ cộng đồng không có nghĩa là anh cầm tiền anh cho người ta, mà anh giúp đỡ bằng cái trí tuệ,
Đúng rồi. À, để anh tạo, giúp cho người ta tạo cái cơ hội và giúp cho những đứa bé là con cái của người khác là nên người. Thì phải nói đó là một cái giá trị còn hơn gấp ngàn lần cái chuyện mà anh đem tiền anh cho. Đúng không? Như vậy thì ngoài những cái câu chuyện đó ra thì cái gì anh muốn để lại cho gia đình, dạ, cái gì anh muốn để lại cho xã hội? Trong trong cái tư tưởng của tôi đó thì tôi không có ý định để lại tiền bạc cho con cái. Tôi có ý định để lại một cái gia sản tinh thần để mà xây dựng cho con cái mình nó có được cái giá trị của bản thân của nó và giá trị của gia đình của các con. Thì tôi có xây dựng cái nhà này này, cái nhà của tôi thì tôi bỏ ra một số tháng trời để mà tự xây cái nhà lên, làm cái nhà tinh thần, nghĩa là hy vọng là muôn đời để con cái nó không được bán. Thì trong cái nhà tinh thần đó đó là tôi có xây ra để mà mọi người có thể hội tụ lại được. Tôi xây ra có rất là nhiều cái ý nghĩa khác nhau, từ cái cửa đi vào cho tới cái phòng tập phòng chung rất là rộng, mà tôi có làm ra một cái mẫu tự này này, là một cái ký tự này này để cho dòng tôi, tên của tôi là họ Tạ. Thì trong cái dòng họ Tạ đó tôi nhắc nhở cho con cháu, mà các con của tôi đứa nào cũng thuộc lòng cái này hết, là tôi nhắc nhở cho con cháu mình là sống là phải biết che chở và bao bọc, ở giữa là cái trái tim, sống là phải có cái trái tim, trung tâm là cái trái tim. Còn tôi là người Công giáo, thế nên đây là giống như một cái thánh giá vậy đó. Hay quá anh. Dạ vâng. Thì cái thánh giá này đó là mang ơn, biết ơn chẳng những Chúa Giêsu nói hy sinh vì mình, mà biết ơn tất cả những người nào mà đã cho mình, biết ơn tất cả cái gì mà mình có. Rồi nữa là cái thánh giá này nó có thêm ý nghĩa là đối với tôi đó là Chúa đã nhìn thấy cái thử thách đó rồi mà Chúa vẫn bước lên thánh giá, thì tại sao mình không bước qua những thử thách của bản thân mình đó. Rồi trong cái chữ cái tên này này là cái đó là cái sự đùm bọc, cái sự che chở, cái chữ an nó dựa vào này này, hãy dựa vào chúng tôi, phải không, để mà dựa vào đó để mà tìm được cái sự an ủi. Rồi chữ T đó cũng là cái thời gian, đại diện cho cái thời gian rất là quý báu, đừng có bỏ đi. Mà chữ Tạ đó là cái chữ tạ ơn, tạ ơn mọi người. Còn cái màu vàng đó là những giá trị đó vĩnh cửu của gia đình tụi tôi. Hay quá. Dạ. Dạ thì tôi đưa cái này là đưa cái này cho con cháu của mình để gìn giữ, mà hy vọng rằng là có những cái dòng tộc như thế này, dòng tộc đương đại đó, để mà họ có thể họ trao truyền lại cho con cái những giá trị muôn đời, mà tôi nghĩ nó có giá trị quý báu hơn là cái tiền bạc mình để lại. Dạ. Kính thưa quý vị, câu chuyện giữa chúng tôi với anh Lương hôm nay nó góp phần để cho chúng ta thấy rằng cái chương trình Người Việt trên đất Mỹ rất là đa dạng, rất là phong phú. Thì những người tốt, những người tử tế như anh Lương là phần lớn là tiềm ẩn trong cộng đồng mà chúng ta phải tìm kiếm, phải khai thác. Thì chúng tôi mong rằng quý vị xem chương trình này, nếu mà phát hiện ở đâu, ở bạn bè mình hay quanh mình có những người Việt Nam đang sống trên đất Mỹ mà góp phần đem lại cho chúng ta một cái niềm tự hào dân tộc, thì xin quý vị qua những cái comment quý vị giúp chúng tôi giới thiệu để mà chúng ta tiếp tục có những cái nhân tố mới để góp phần làm cho phong phú cho chương trình. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin rất cảm ơn anh Lương buổi trò chuyện hôm nay. Cảm ơn anh Danh nhiều. Dạ, rất cảm ơn anh.